Cảm ơn Kim Liên. Kim Liên hát một bản nhạc rất là vui tươi. Happy birthday Kim Liên. Và tiếp theo xin mời anh Giang. Anh Giang sẽ trình bày nhạc phẩm Jamba Gây à, mà lời Việt anh viết nhá để các bạn nghe. Và tiếp theo anh Quang Hải nhé. Xin mời anh Quang Hải chuẩn bị cho bài kế tiếp. Anh sẽ hát đi bố thành ra các bạn bất đặc sản sáng bản. Anh sẽ hát sáng bản. Oh my god. Cái bản nhạc này là bản trong bài anh của Samba. Tôi biết lời Việt kể theo lời yêu cầu của anh Dũng. Một số bạn bè ở đây lời Việt thì có vẻ